Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, qua 3 ngày thực hiện chỉ thị số 11 của Ủy ban Nhân dân Thành phố ngày 22 tháng 8, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt một số kết quả tích cực. Ý thức chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội của người dân được nâng lên. Lưu lượng tham gia giao thông giảm mạnh so với trước khi thực hiện tăng cường giãn cách xã hội. Công tác xét nghiệm được đẩy mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo, tạo sự an tâm tin tưởng của nhân dân đối với sự chăm lo của chính quyền. Tuy nhiên, việc giãn cách một số nơi thực hiện chưa thật sự nghiêm, tiến độ công tác tiêm vaccine vẫn còn chậm. Ông đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các phường, xã, thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trong những ngày tới. Phải rà soát, nắm rõ các hộ dân thuộc địa bàn quản lý có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời báo cáo về cơ quan cấp trên để giải quyết. Phường, xã, thị trấn nào để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ tịch phường, xã, thị trấn đó. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chỉ đạo chuẩn bị nơi thu dung điều trị các trường hợp F0 dự kiến phát sinh trong thời gian tới, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người được chăm sóc, điều trị. Ngoài ra, ông Mãi giao bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo Sở Công Thương rà soát, đánh giá kỹ nhu cầu về cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm của người dân, cũng như khả năng đáp ứng của thành phố để chuẩn bị, tổ chức các đội hình mua hộ và cấp phát, không để người dân phải ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Trung tâm An sinh xã hội thành phố khẩn trương cấp phát 1 triệu túi an sinh ngay trong tuần này và chuẩn bị 1 triệu túi an sinh cho tuần tiếp theo. Cuối cùng, ông Mãi kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tiếp tục động viên, tổ chức lực lượng, tập trung các nhiệm vụ để thực hiện tốt trong những ngày đầu của đợt tăng cường giãn cách xã hội, đồng thời phát huy những kết quả này để thực hiện tốt trong những ngày cao điểm còn lại.